Xin chào anh em, trước mặt anh em đây là một con 3080 Eagle của Gigabyte. Đây có thể nói là một chiếc càng mà bất kể game thủ nào trên thế giới đều đang mơ ước. Tại vì sao? Thứ nhất, hàng rất là hiếm và có thể rất khó mua luôn. Và bây giờ mình cũng phải nói là mình có thể trên tay được cái con Eagle này cũng phải gọi là rất là khó khăn ấy. Vì vậy chúng ta hãy cùng điểm qua những cái công nghệ trên đây nha. Vì đây là phần trên tay nhanh thì mình sẽ nói về ngoại hình trước. Ví dụ ở đây á, bạn sẽ thấy đây là một chiếc card 3 fan. 3 fan ở đây á vẫn là thiết kế kiểu luồng gió, là hai fan ngoài quay có cái cánh quay nó đối nghịch với cái cánh quạt bên ở giữa để tạo cái luồng gió đối lưu, một luồng gió tốt nhất cho một cái heatsink bên dưới. Bạn sẽ thấy cái thiết kế ở đây á, là một thiết kế phải gọi là nó khá là vuông vức luôn. Nó vuông cạnh to, bự, và đây là có thể nói là cái dòng mới, dòng Eagle là cái dòng mới sản xuất ra đây ở trên 3080. Với dòng RTX 2080 trước kia mình không thấy có dòng Eagle, thấy dòng gaming OC thôi. Và bây giờ Eagle đã xuất hiện cho một cái phân khúc gọi là phân khúc tầm trung, cho người dùng thêm một lựa chọn mới. Đây, cái phần backlay này nè, backlay này bây giờ đã được làm bằng kim loại luôn. Vâng, kim loại mấy bạn ạ. Rờ vào rất là mát. Và ở đây các bạn sẽ thấy một cái lỗ nhiệt. Cái lỗ nhiệt đó nó sẽ giúp cho đẩy cái luồng gió của cái cánh quạt thứ ba từ đây, nó đẩy thẳng qua đây luôn, chứ nó không phải gọi là nó bị chạm vào backlay hay vào bo mạch nữa. À, có thể nói về cái phần ngoại hình thì cái phần mình thích nhất ở trên chiếc card này chính là hai cái đầu cấp nguồn 8 pin. Tại sao? Tại những chiếc card gần đây mình cầm trên tay á, nó thường có cái đầu 8 pin như vậy nè, nó dời vào đây, nó dời khoảng giữa nè, nó che hẳn cái logo luôn. Còn riêng Gigabyte, họ tuy cái boa của họ vẫn chỉ nằm ở đây thôi, nhưng họ đã kéo dây dài ra tới đây để người dùng có thể, ví dụ như bạn trước kia là người sử dụng một dàn máy cao cấp, bạn có những cọng dây như là dây lưới nối dài và có đầu móc ngược từ dưới lên trên, các bạn có thể tận dụng lại cọng dây đó xài cho chiếc card này vẫn được, chứ không cần phải thay đổi đó. Rồi nói về phần heatsink, bây giờ đã có một số thay đổi. Như trước kia thì cái phần ống đồng này nè, nó được tiếp xúc trực tiếp với phần lõi GPU, thì bây giờ nó đã xuất hiện thành một cái đế đồng. Vâng, cái thiết kế đế đồng này nha, mình nói là nó rất là tuyệt luôn. Tại vì sao? Nó sẽ truyền tải nhiệt tất cả những ống đồng lên với nhau, chứ không phải là một phần ống đồng chỉ được tiếp xúc với GPU, còn những ống còn lại á có cái thì tiếp xúc nguyên ống, có cái tiếp xúc nửa ống. Còn bây giờ tất cả sẽ được tập trung vào một cái đế đồng đó và truyền nhiệt thẳng xuống từ GPU lên luôn. Nó sẽ giúp làm mát hơn rất là nhiều. Và về nói về cái hiệu năng làm mát thì mình hồi nữa sẽ có một cái đoạn clip test game, vâng, test game và để so sánh với con 1080 Ti. Tại sao mình lại so với 1080 Ti? Vì 1080 Ti so với sức mạnh hiện tại thì nó vẫn có thể ngang đâu đó ở 3080. Và theo như Nvidia họ công bố thì 2080 chứ không phải 3080. Và theo như Nvidia công bố thì cái phần con 3080 này nó sẽ mạnh hơn khoảng từ 50 đến gần như 100% so với con 2080. Thì chúng ta sẽ xem nó có thực sự là như vậy không. Còn ở đây, về phần cổng kết nối, chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ vẫn có cổng kết nối là 3 cổng DisplayPort và 2 cổng HDMI. Vâng, 2 cổng HDMI chứ phải một cổng như những dòng trước kia. Tại vì sao? Tại vì đa số bây giờ nhiều người vẫn sử dụng những cái màn hình có đa số chủ yếu là cổng HDMI thôi, chứ không phải ai cũng có màn hình DisplayPort cả. Nên bây giờ 2 cổng HDMI cho những người sử dụng đa màn hình rất là tốt và nó cũng rất là tiện dụng luôn. Rồi, về mặt trước chúng ta sẽ có một dải led nhỏ nhỏ ở đây. Và led ở đây á, mình thấy theo quảng cáo từ trang chủ chỉ là led RGB bình thường thôi, chứ không phải là digital. Nó vẫn chỉ có hiển màu và nó vẫn có thể đồng bộ với RGB Fusion 2.0, một công nghệ làm led của Gigabyte. Đó tất cả những gì mình muốn nói về cái phần ngoại hình cũng như cái tính năng mà những cái sự thay đổi trên 3080 này đây. Và bây giờ mời các bạn đến tới phần test game. Và mình sẽ nói về đầu tiên về là cái điều kiện test. Điều kiện test ở đây là mình cho một bộ máy là đều sử dụng những con CPU như nhau. Ở đây mình test là con 10850K với 16GB RAM và kèm theo là thùng khay không có quạt bên trong. Mình sẽ đóng khay và nhiệt độ môi trường là mình trong phòng có điều hòa là 26 độ. Các bạn sẽ thấy ở đây á, nói tới đầu tiên là về cái hiệu năng đi. Hiệu năng là 1080 Ti. Nó vẫn có thể nói là nó đúng như quảng cáo của Nvidia. Tại như bây giờ 1080 Ti nó vẫn có thể sắp xỉ 2080. Thì cái mức FPS của con 3080 so với 1080 Ti là nó vẫn có thể gọi là nó gần như là gấp đôi luôn. Vâng, nó gần như gấp đôi. Và tại sao các bạn thấy mình hay thường test game Call of Duty World War 2 và cái Hunter World?
Thì đây là những game có những cảnh gọi là cháy nổ, những cảnh hoạt động mà là khá là hiệu quả, mặc dù game này nó ra 1-2 năm rồi. Và cái về cái phần cứng yêu cầu nó rất là cao. Chẳng hạn như Monster Hunter World, các bạn sẽ thấy một khoảng thông y á trên cái độ phân giải 2K max setting tất cả luôn. Bạn sẽ thấy một khoảng là 60-70 FPS. Còn riêng trên 3080 này các bạn sẽ có con số là từ 110-120 FPS ở cái những cảnh mà chuyển cảnh hay đang săn quái vật. Và bây giờ nói về là quay lại về cái phần nhiệt độ. Nhiệt độ bạn sẽ thấy một con Vega như thế này chạy 100% với mức TDP vào khoảng gần hơn 300W thì nó vẫn chỉ vào khoảng 72-73 độ C mà thôi. Còn một 1080 Ti thì sao? Hơn 80. Vâng, hơn 80 trong cùng một nhiệt độ test, cùng nhiệt độ môi trường đóng khay và không có quạt nha. Mình nhấn mạnh là ở đây không có quạt đối lưu luôn. Đó, mình để cho một khả năng mà test gần như là chạm cái khắc nghiệt nhất luôn ấy. Bạn có thấy cái tản nhiệt mới nó làm việc hiệu quả như thế nào, nó chạy tốt như thế nào và nó giữ nhiệt độ ổn định như thế nào. Tại vì sao? Những con Vega như thế này nó có mức TDP rất cao và để cho giữ được cái mức xung tốt thì nó phải có một cái bộ tản nhiệt cực kỳ tốt. Ở đây Gigabyte làm rất tốt điều đó trên con RTX 3080 phiên bản Eagle này đây. Đó, các bạn thấy. Vậy là qua phần giới thiệu của mình, các bạn thấy con Vega này rất là tuyệt vời đúng không? Và mức giá bán đề xuất của nó là đâu đó vào khoảng 23 triệu đồng. Thì đây có thể nói là một cái giá rất tốt so với một phiên bản mà cực mạnh, mạnh gấp đôi 2080. Nếu mạnh gấp đôi 2080 thì vào khoảng nó phải mạnh hơn gần 50% so với 2080 Ti. Và 2080 Ti ngày trước là vào khoảng 35-37 triệu. Thì bây giờ bạn sẽ thấy con Vega nó có giá rất rất là tốt hơn so với những đời trước rồi. Đó, nếu là mình thì chắc mình cũng sẽ chọn Gigabyte. Tại mình thích cái đầu 8 pin nó đưa ra ngoài để mình móc cọng dây một lưới lên, một cái lưới đắt tiền lắm. Đó, vậy các bạn nghĩ thế nào về sản phẩm này? Xin mời comment bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.